Hôm nay thầy giáo xin trân trọng giới thiệu với các thí sinh ôn thi dự tuyển công chức một cái phương pháp học trả lời câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung trên phần mềm máy tính, thi xong máy chấm điểm luôn, rất là khách quan và nghiêm túc. Thì theo quy định nghị định 161, thí sinh phải thi vòng 1 là có môn kiến thức chung và môn tiếng Anh. Môn kiến thức chung là 60 câu 60 phút, môn tiếng Anh 30 câu 30 phút, thi trên phần mềm máy tính, thi thực hành trên máy tính thì máy chấm điểm luôn và kết quả rất khách quan và chính xác. Thì ngày nay là phương pháp thi trên máy tính để đảm bảo tính khách quan. Thì thí sinh phải nỗ lực cố gắng ôn tập trước kỳ thi diễn ra tầm 3 tháng. Vì nó rất nhiều nội dung. Thì nếu thí sinh ôn tập giáp kỳ thi mới ôn thì cái hiệu quả nó không được cao lắm. Thí dụ như là hôm nay thầy giáo sẽ nói về cái dạng câu hỏi mà có tính chất phân loại cao. Thì sau khi thí sinh đọc toàn bộ các luật trong một cái luật cán bộ công chức chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng trong luật công chức ấy, thì các thầy có thể đưa ra các câu hỏi là hỏi về tên các điều. Tức là ví dụ như câu 1, theo luật cán bộ công chức năm 2008 này, thầy giáo trích ra một cái nội dung. Rồi sau đó hỏi cái nội dung này thuộc nguyên tắc nào dưới đây. Đấy, thì như vậy loại câu hỏi này là phối hợp các điều với nhau, hỏi tên điều thôi. Ví dụ như điều 3 là các nguyên tắc trong thi hành công vụ. Điều 5 là các nguyên tắc quản lý cán bộ công chức. Điều 8, điều 38 nói về nguyên tắc tuyển dụng công chức. Thế thì các thầy giáo chỉ cần là đưa một cái nội dung của cái điều 3 là đảm bảo thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ trong cái điều 3 này. Các thầy đưa vào câu 1 đây, đảm bảo thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ là thuộc vào nguyên tắc nào dưới đây. Như vậy thầy giáo phối hợp là tên điều của một cái điều là nguyên tắc trong thi hành công vụ, rồi nguyên tắc quản lý cán bộ công chức, rồi nguyên tắc tuyển dụng là trong cái điều 38. Đấy, thế thì cho một cái nội dung như vậy thì yêu cầu thí sinh phải nhận ra nó thuộc nguyên tắc nào. Thế là chính là hỏi cái tên của điều đây. Đấy, tức là cái hỏi tên của cái điều 3 là nguyên tắc trong thi hành công vụ, điều 5 là nguyên tắc quản lý cán bộ công chức. Đấy, thì ta thấy rằng ở đây trích từ cái điều 3 ra này. Thế cho nên phương án A sẽ là phương án đúng. Thì đây là loại câu hỏi khó. Chúng ta phải biết được toàn bộ cái luật, sau đó là chúng ta biết được các cái điều nào mà nó gồm lại với nhau thêm một cái chữ nguyên tắc. Đấy. Thì như vậy là sang câu 2 thì các thầy lại đưa ra một cái nội dung. Cái nội dung này nó nằm trong nguyên tắc tuyển dụng công chức. Đấy, các thầy lại đưa một cái nội dung cái nguyên tắc tuyển dụng công chức là nằm trong điều 38 này. Đấy, nguyên tắc tuyển dụng công chức là đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật. Thì các thầy đưa ra cái nội dung là đảm bảo công khai và đúng pháp luật trong cái điều 38 này. Thì như vậy là hỏi là cũng hỏi là nguyên tắc trong thi hành công vụ hay là nguyên tắc quản lý cán bộ là phương án gây nhiễu. Còn nguyên tắc toán dụng công chức thì đây là phương án đúng. Đấy, thế thì cái cách hỏi là như thế thì chúng ta học. Và câu 3 thì các thầy đưa ra một cái nội dung. Thì cái nội dung này lại thuộc nguyên tắc quản lý cán bộ công chức. Đây, nguyên tắc quản lý cán bộ công chức nó lại thể hiện ở nơi điều 5 là nguyên tắc quản lý cán bộ công chức. Các thầy trích cho một điều, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của nhà nước. Đấy, chúng ta thầy giáo cho các thầy trích vào đây này. Đấy, sau đó thuộc nguyên tắc nào? Thì cái này chính là nguyên tắc quản lý cán bộ công chức. Đấy, thì cái cách học câu hỏi trắc nghiệm mà nó phối hợp mà tên các điều lại với nhau để hỏi học viên. Thì như vậy chúng ta chỉ cần thay đổi cái nội dung trong cái dấu nháy này là chúng ta sẽ được một cái câu hỏi. Thế vì thế là chúng ta có thể là đây là một cái dạng ra câu hỏi, thì chúng ta có thể có hàng loạt các câu hỏi mà cái kiểu ra như thế này. Thế chúng ta lấy 3 câu đại diện để chúng ta học. Thế từ đó là ra các câu hỏi tương tự như vậy. Thế nằm theo cái phương pháp này thì chúng ta đều có thể làm được. Thì cứ trích một cái nội dung trong một cái điều nào đó, thì sau đó chúng ta sẽ hỏi là cái tên điều đó là gì. Thì đây là các thầy đánh giá đây là câu hỏi phân loại cao, dùng như các thí sinh mà ôn tập tương đối nhuần nhuyễn cái luật thì mới có thể trả lời nhanh chóng cái loại câu hỏi này được. Và rất nhiều dạng câu hỏi trên cái phần mềm hình thức trắc nghiệm cấp.com thì các thầy đã up lên phần mềm để cho các cái hỗ trợ các thí sinh ôn tập được tốt. Thế thì muốn ôn tập được tốt trên cái phần mềm này thì các thí sinh đăng nhập vào cái hình gõ trên điện thoại hoặc trên máy tính, gõ hình thức trắc nghiệm.com tên không có dấu, hình thức trắc nghiệm.com mà viết liền nhau,
sau đó chúng ta chọn là tiếng Việt, sau đó chúng ta chọn đăng nhập và chúng ta nhập ký danh là cái mật khẩu. Mật khẩu này mua mật khẩu trong phòng thi gọi số báo danh, đăng ký từ xa gọi là ký danh. Thì sau đó chúng ta đăng nhập là vào cái phần mềm này để chúng ta ôn luyện các câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung và môn tiếng Anh và môn tin học văn phòng. Đấy, thì thí sinh có thể ôn luyện ở trên phần mềm này là rèn luyện cái kỹ năng thi thực hành trên máy tính để trong kỳ thi chính thức diễn ra chúng ta không bỡ ngỡ. Thế thì là các thí sinh mà có nhu cầu thì liên lạc với thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang, giảng dạy trường đại học theo số điện thoại là 0912 595654 hoặc 0943078123 thì sẽ được cấp cái ký danh và mật khẩu qua tin nhắn để thí sinh ôn tập môn kiến thức chung, môn tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm. Trên đây các thầy giảng dạy ở trường đại học là các thầy chuyên đi dạy rồi, thì các thầy đã ra các câu hỏi rất là tuyệt vời để đưa lên trên này cho các thí sinh ôn luyện cái môn kiến thức chung theo hình thức trắc nghiệm. Đấy, thì chúng ta thấy rằng đây là cái phương pháp học mà rất là hiệu quả và nó rất là thiết thực. Có rất nhiều dạng câu hỏi để thí sinh ôn tập, thì khi kỳ thi chính thức diễn ra thì ra đề kiểu gì chúng ta cũng có thể làm được. Đấy, thì các em ta thấy đây là một cái loại câu hỏi phân loại cao, các thầy đưa ra rất là tuyệt vời. Đấy, và các thầy chuyên đi dạy với hỏi được các cái câu hỏi có tính chất là chuyên sâu và phân loại cao. Đấy, trong một kỳ thi diễn ra thì có những thí sinh ấy là loại trung bình, loại khá, loại giỏi, thì chúng ta phải làm được những cái câu hỏi có tính phân loại cao. Thì thầy giáo xin chúc các thí sinh ôn tập thật tốt để nỗ lực cố gắng vượt qua được vòng 1 để có cơ hội vào thi vòng 2 để trở thành công chức, tìm kiếm được một cái việc làm ổn định. Ngày nay công chức yêu cầu rất cao cho nên thí sinh phải nỗ lực cố gắng để ôn tập tốt thì mới có thể qua được vòng 1. Thầy giáo xin chúc các em thi đạt kết quả cao. Xin chân thành cảm ơn.